Đức Phúc Trần Channel rất là chào và chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình. Kính chúc đại gia đình có một ngày mới tốt lành và niềm vui. Đại gia đình thân mến, hôm nay thì Đức Phúc Trần Channel có dịp đi lại cung đường theo hướng từ ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến với thủ đô Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài. Cho nên là muốn gửi đến quý vị các bạn những hình ảnh của cung đường này, cũng như là một vài thông tin. Nhưng chúng ta biết rằng là đến với xứ Lạng, tỉnh Lạng Sơn thì có nhiều điều rất là thú vị, đặc sắc. Như ở Lạng Sơn thì đặc sản của Lạng Sơn đó chính là cảnh trí, bởi vì đây là vùng địa đầu Tổ quốc, cho nên là có một cái khu vực mà chúng ta từng nghe nói lên săn mây, lên vui chơi giải trí và du lịch rất nổi tiếng, đó là Mẫu Sơn. Và ở Mẫu Sơn thì lại có một cái loại rượu đặc sản, đó là rượu Mẫu Sơn. Ngoài ra về thức ăn thì ở đây có vịt quay Lạng Sơn với nhiều vị rất là nổi tiếng. Ngoài vịt quay ra thì ở đây còn có món khâu nhục, một cái món thịt hầm rất đặc trưng đặc biệt của tỉnh Lạng Sơn, của vùng xứ Lạng, của nơi địa đầu Tổ quốc này. Và khi đến với Lạng Sơn thì chúng ta sẽ tham quan chụp hình với cột km số 0 ở tại ải Nam Quan, tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan đó. Cho nên là đó cũng là một cái nơi đặc trưng đến cái nơi địa đầu Tổ quốc. Và hiện tại bây giờ thì ngoài những cái món ăn đó thì Lạng Sơn còn nổi tiếng với quả na, tức là mãng cầu dai ở trong miền Nam đó. Đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Lạng Sơn, xuất khẩu sang nước ngoài luôn chứ không phải tiêu dùng trong nước không, bởi vì họ trồng với những kỹ thuật Việt Ráp và họ chăm sóc rất là kỹ trên những sườn đồi sườn núi như thế này, và họ xây dựng những cái dây tời đó để đưa nước, phân, thuốc, cây giống và vật để chăm sóc những cây na này ở khu vực của những sườn núi của Lạng Sơn. Chính vì thế là rất là nổi tiếng và hiện nay quả na này được xuất sang nước ngoài nổi tiếng. Đó là một vài cái đặc sản cũng như là một vài cái điểm của Lạng Sơn. Thật ra Lạng Sơn còn nhiều lắm, còn nhiều điểm để tham quan vui chơi giải trí lắm. Nhưng mà những video trước đây Đức Phúc Trần đã có dịp chia sẻ chúng ta rồi, cũng như là Đức Phúc Trần Channel đã gửi chúng ta về những cái thông tin, những hình ảnh của ải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan, vân vân, ở tại khu vực Lạng Sơn. Bởi vì khi nói về vùng đất địa đầu Tổ quốc này, khi nói về tỉnh Lạng Sơn thì chắc chắn chúng ta ai cũng biết đến khu vực của ải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan. Và đó là một trong hai con đường mà giặc phương Bắc trước đây đã tấn công nước Đại Việt chúng ta. Về đường thủy thì họ phải bắt buộc đi ngang qua cái sông Bạch Đằng ở tại tỉnh Hải Phòng. Bây giờ thành phố Hải Phòng bây giờ đó là con đường ngắn nhất về đường thủy để vô kinh thành Thăng Long. Và về đường bộ thì không có con đường nào ngắn hơn, đó là con đường đi từ ở ải Nam Quan, từ Hữu Nghị Quan, từ km số 0 của Lạng Sơn này, quốc lộ 1A này, để vô kinh thành Thăng Long là gần nhất. Từ ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng như là km số 0 này về đến trung tâm của Hà Nội thì khoảng 180 cây số. Và hiện tại bây giờ thì có thể nói rằng là có hai con đường song song với nhau. Một cái con đường bên tay phải màn hình xa xa, đó là con đường quốc lộ 1A cũ từ xưa giờ, tức là đường quốc lộ 1A thì bây giờ rất là thông thương. Từ ở km số 0 của Lạng Sơn, từ ở Hữu Nghị Quan, cửa khẩu Hữu Nghị đó, mà đến tận Năm Căn Cà Mau thì chúng ta không còn đi qua phà nữa. Tức là trước đây chúng ta còn có nhiều cái phà để chúng ta đi, vì kẹt phà, bị tắc phà vân vân, tốn rất là nhiều thời gian. Còn bây giờ đã được nối liền bởi những cây cầu rất là khang trang. Ngoài ra thì đối với đèo thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng không còn đèo như trước đây nữa. Tất cả những con đèo từ lớn tới nhỏ, dù ngắn hay dài thì hiện nay đều là có hầm đèo hết, hầm vượt đèo hết. Cho nên trọn cái đường quốc lộ 1A này thì chúng ta đi rất là thông thương, thông suốt. Ngoài ra thì bên cạnh cái đường quốc lộ 1A thì có cái con đường nhỏ để đi vào cái khu vực của ải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan,
mà Đức Phật Trần Sơ Nò đã có dịp chia sẻ đến ta rồi. Thì nơi đó hiện nay đường nó cũng như hõ hẹp, và mới những đoàn mà muốn đến đó tham quan chụp hình với khu di tích đó thì cũng được, nhưng mà nó hơi nhỏ. Còn hiện tại thì Đức Phật Trần Sơ Nò đang đi cái con đường này, đây là con đường mới được gọi là đường cao tốc, nên Đức Phật Trần Sơ Nò muốn gửi đến toàn thể quý vị các bạn những hình ảnh và một vài thông tin ở trên tuyến đường cao tốc này. Đây là tuyến đường cao tốc được mang tên chính thức, đó là đường cao tốc Lạng Sơn Bắc Giang, hay là Bắc Giang Lạng Sơn. Đó là tuyến đường cao tốc nối liền từ ở khu vực của Lạng Sơn đến với Bắc Giang và về đến thủ đô Hà Nội. Con đường này thì được tập đoàn Đèo Cả xây dựng, và là người chủ đầu tư ở đây để xây dựng con đường này, được khởi công xây dựng từ năm 2015 và hoàn tất vào năm 2019, đã đưa vào hoạt động từ năm 2020 đến bây giờ. Cho nên chúng ta thấy đây là một trong những cái tuyến đường cao tốc rất là đẹp. Như đã chia sẻ thì từ ở Hà Nội đến với Lạng Sơn khoảng 180 cây số. Thì nếu 180 cây số mà chúng ta đi bình thường trên đường quốc lộ như trước giờ thì chúng ta đi khoảng 4 tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian mà chúng ta ngừng nghỉ giải lao. Nhưng mà với cái tuyến đường cao tốc này thì hiện nay chúng ta đi khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ từ cả Lạng Sơn về tới Hà Nội. Bởi vì cái tuyến đường cao tốc này không phải là nó liền mạch hết, mà có những đoạn chúng ta phải đi lại quốc lộ 1A. Nhưng mà trọn tuyến đường cao tốc này thì nó dài khoảng thôi 90 cây số, tức là tuyến đường cao tốc này họ làm tận đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan của Việt Nam chúng ta với Trung Quốc, và nối dài cho đến tỉnh Bắc Giang. Cho nên trọn tuyến đường này thì khoảng 90 cây số hơn. Bởi vì họ làm tuyến đường này là thứ nhất là giảm áp lực giao thông cho đường quốc lộ 1A từ ở Hà Nội đến Lạng Sơn, và ngược lại cũng như là làm tuyến đường này để mà tất cả những xe hàng hóa container họ di chuyển một cách thông thương hơn, tốt hơn. Cho nên là làm tận đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan, tức là ở cửa khẩu Hữu Nghị luôn. Thì đây là tuyến đường rất là đẹp, khang trang, cho nên khi hoàn tất rồi thì chúng ta đi rút ngắn hơn tuyến đường trước đây chúng ta đi theo đường cung đường quốc lộ A, vâng, thì khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nên nếu bình thường chúng ta đi 4 tiếng thì bây giờ chúng ta đi khoảng chừng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là chúng ta đã về đến khu vực của thủ đô Hà Nội, chúng ta về đến khu vực của Bắc Giang, Nội Bài, vâng vâng. Nên là chia sẻ điều đó để tất cả đại gia đình cũng như tất cả quý vị các bạn có di chuyển trên tuyến này thì chúng ta có thể có được cái khung giờ để chúng ta đi và sắp xếp về chương trình của mình. Hiện tại thì Đức Phật Trần Channel đang đã bước qua địa phận của tỉnh Bắc Giang rồi, tức là lúc nãy thì đi ngang qua cái địa phận của Lạng Sơn, còn bây giờ đã bước qua địa phận của tỉnh Bắc Giang rồi. Thì với hôm nay Đức Phật Trần Channel đi thì thấy rằng là cái cung đường này đi khoảng 3 tiếng đồng hồ, nghĩa là nếu mà chạy với tốc độ bình thường ở đây thì họ cho chạy tốc độ tối thiểu là 80 cây số giờ và tốc độ tối đa là 100 cây số trên giờ. Thì chúng ta chạy tốc độ trung bình giữa hai cái đó thì chúng ta đi khoảng 3 tiếng hồ là chúng ta về đến Hà Nội. Như cái nút giao thông phía trước đây, đó là nút giao thông giao nhau giữa quốc lộ 31 đó, rồi chúng ta về tới Bắc Ninh thì còn lại 14 cây số, cũng như là về tới Hà Nội thì còn 62 cây số nữa. Đó, như vậy thì cái tuyến đường này nó hơi dài, hơi xa. Tuy nhiên thì cái lộ trình rất là thông thương và đi trên cao tốc. Chính vì thế là chúng ta đi chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên rất là tuyệt vời nha. Thì có dịp quý vị các bạn có đi trên cung đường này thì xin được chia sẻ như thế để chúng ta có thể nắm về lịch trình. Đây là cái hướng trên màn hình là Đức Phật Trần Channel đang đi từ hướng Lạng Sơn về lại sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội. Đường rất tốt, rất khang trang, và như ở phía Lạng Sơn thì chúng ta cũng thấy là người dân người ta trồng na, ta kinh doanh trồng trọt là chính. Qua bên khu Bắc Giang này thì chúng ta đã thấy những cánh đồng lúa rồi.
xin được cảm ơn toàn thể vì các bạn cũng cùng đồng hành với Đức Phúc Trần Channel trong những phút vừa rồi để chúng ta cảm nhận một phần nào về tuyến đường cao tốc Lạng Sơn Bắc Giang. Xin quý vị các bạn cùng bấm like, share, subscribe để Đức Phúc Trần Channel ngày càng được đến gần quý vị các bạn hơn, và chúc chúng ta mọi điều tốt lành, may mắn, thành công.